39. Vì để đảm bảo an toàn, sẽ do tôi dẫn dắt mỗi người thông qua điểm truyền tống chuyên dụng của trường học. Trực tiếp truyền tống đến nơi tổ chức của trận đấu giao lưu Đại học Thanh Kinh. Lão Ngô. Hiệu trưởng, chúng tôi tới rồi. Có thời gian này vất vả cho cậu rồi. Mọi người thân, là người xuất sắc nhất trong toàn sinh, với người gánh vác vinh dự của trường học. Chúng ta đã là 4 khóa quán quân rồi. Mong cho các cậu có thể lấy được vinh dự cấp cao thắng được trong 5 lần quán quân cho trường học. Rõ. Chú viện trưởng, tiếp theo là việc ông đến kết hợp pháp trận truyền tống. Được. Mở. Nguyện cho chư quân một đường thuận buồm xuôi gió. Đại học Thanh Kinh. Nếu như vậy mà đã đến đại học của Thanh Kinh rồi sao? Không phải nói giữa hai trường của chúng ta vượt qua 200 vạn km sao? Chuyện này á, may mà cái thi pháp của chú viện trưởng, nếu không chúng ta phải ngồi tàu mấy ngày mới có thể tới được. Chỉ là cái loại pháp trận truyền tống siêu xa này cũng phải pháp sư tam chỉ mới có năng lực thi triển. Hoan nghênh các thầy cô học sinh của đại học Tô Hà đã đến đại học Thanh Kinh. Trình Vĩnh Xuân, cơ giới sư tam chuyển. Các cậu đến đây khiến cho chúng tôi vô cùng thấy vinh hạnh. Lão Trình. Ủa, sao cậu lại qua đây rồi? Bạn cậu đến tôi nhất định phải đích thân đến đưa mọi người đi về nơi ở. Ngược lại lần này cậu đưa đám nhóc này đến đây nhìn thật sự là không tệ. Tôi nghe nói trường của các cậu có mấy tân sinh thực lực không hề tầm thường. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ gặp nhau trên sân đấu. Đây là đương nhiên rồi. Cuối cùng tôi dặn dò vài câu. Mở màn của trận đấu giao lưu chính thức là vào ngày 10. Sau khi mở màn trận đấu cũng sẽ chính thức bắt đầu. Trải qua huấn luyện của một tháng, đội ngũ có lẽ cũng đã rèn luyện đến giới hạn rồi. Mấy ngày này không tiến hành huấn luyện ngồi mức nữa. Mọi người có thể thư giãn một chút. Chỉ có điều gần đây, Thanh Kinh có lượng lớn du khách đi vào. Nói không chừng sẽ có dân tớ của dị tộc có trà trộn vào. Mấy vị trọng đại của thiên kiêu này, gần như là mỗi năm đều sẽ có ác mơ của dị tộc ra tay với thiên tài của loài người. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Mấy ngày hôm sau các cậu có thể ra ngồi đi chơi, nhưng nhất định phải chú ý an toàn đó. Hiểu rồi. Hoan nghênh ngài đã đi vào khu chung cư của Đại học Thanh Kinh. Nếu như có vấn đề gì bất cứ lúc nào cũng có thể nhờ tôi giúp đỡ. Không cần đâu. Chỉ có điều phục vụ của Đại học Thanh Kinh này ngược lại là cảm giác rất là mới mẻ. Đúng rồi, bây giờ không có chuyện gì làm, mình ngược lại có thể đem kinh nghiệm tích lũy trước đây dùng hết. Cấp 22, 14.652 trên 16.002, 162.607. Cách cấp 24 lại kém nhiều như vậy. Chúc mừng bạn đã thăng cấp đến cấp 23. Bạn đã nhận được 20 điểm thuộc tính tự do, 20 điểm kỹ năng. Dù sao bây giờ rất nhiều kỹ năng của mình vẫn chỉ là gián vẻ của cấp C và cấp B. Sau khi thăng cấp đến dị chuyển, kỹ năng mà thánh kỵ sĩ có thể học được ít nhất cũng phải là trên cấp B. Mình thậm chí có thể học được kỹ năng cấp A cộng, Thiên Khởi Chi Châu. Quán Chi Châu có thể tăng cường các thuộc tính của đồng bội. Quỷ ngắm Chi Châu có thể đỡ kích mang tính hủy diệt đối với kẻ địch. Nếu là tam chuyển, bây giờ đã đến tam chuyển thì vẫn còn quá là xa xôi. Thôi bỏ đi, mình vẫn nên đem nhiệm vụ thành tạo hệ thống của lần này hoàn thành viên mãn rồi tính tiếp. Trận đấu giao lưu của tân sinh các trường đại học cao đẳng toàn quốc khóa 157 của Trung Hạ Quốc chính thức bắt đầu. Chúng ta hãy cùng nhau hoan nghênh đội ngũ thứ nhất của trận đấu quán quân của năm trước, đội đại diện của Đại học Tô Hàn vào sân. Đại học Tô Hàn, Đại học Tô Hàn. Dạ trách. Mọi người đều muốn tham gia trận đấu giao lưu của tân sinh các trường đại học cao đẳng toàn quốc, cảnh tượng như vậy quả thật là vô cùng chấn động. Hôm nay mới chỉ là mở màn, đợi đến trận chung kết, số người ngồi xem ít nhất còn có thể tăng lên gấp đôi. Sau đây, xin mời đối thủ của Đại học Tô Hàn, đội đại diện cho Đại học Vinh Dương vào sân. Thật là xui xẻo, bỏ trốn Đại học Tô Hàn, hết cách rồi.
Ai bảo chúng ta vận may không tốt quá, chỉ có thể bị xem là đá cản đường rồi. Để học tốt hơn là quán quân khô trước. Ai đến đều phải chấp nhận số phận. Sợ cái gì? Sẽ hẳn năm trước của chúng ta cũng là trước top 30. Dù có như thế nào cũng có thể chặn lại được một chút. Chờ đã, vị thánh kỵ sĩ đứng ở phía sau hình như là cấp 23. Đúng vậy, cấp này thật sự là có thể nghiền áp những người khác. May mà chỉ là vị trí hỗ trợ, nếu như là vị trí phát ra nó không chừng sẽ đem đến phiền phức lớn hơn. Xem ra đại học ở Vinh Dương gặp bọn họ chắc chắn là sẽ thua rồi. Tiếp theo phải xem Vinh Dương bọn họ có thể để cho đội đại diện của học trò Tô Hằng bại lộ bao nhiêu át chủ bài rồi. Thánh kỵ sĩ cấp 23, đội ngũ đại diện của đại học Tô Hằng quả nhiên là có chút bản lĩnh. Chỉ có điều trận đấu cấp bậc không chứng minh được tất cả. Đội ngũ của hai bên đã bảo vị trí, bắt đầu xây dựng sân thi đấu, đồng thời mở ra lập trường phòng ngự. 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Tập trung tinh thần, mọi người chuẩn bị. Không đã, để cho chắc chắn, chúng ta phải dùng phòng ngự làm chủ, xem đối diện có thủ đoạn gì. Đây là bản ngôn của thần, bản ngôn của bảo vệ, chúc phúc liên minh, bản ngôn dũng sĩ. Chỉ trong nhím mấy giây ngắn ngủi đã phóng thích ra vòi kỹ năng bút. Cái này cậu có dám tin hay không? Thánh kỵ sĩ Chu Nghị không hổ danh là đội trưởng của đại học Tô Hàn. Lão Ngô, vị đội trưởng thánh kỵ sĩ Chu Nghị này cũng khá đấy. Nó tiếp tục tăng trưởng, thế lực tập thể của đội các cậu đã tăng lên 50%. Thánh kỵ sĩ là chức nghiệp chi dấu tác dụng lớn nhất chính là tiến hành tăng cường phạm vi lớn ra chiến trường. Ở trên trận đấu, đoàn thể loại nhỏ này biểu hiện đương nhiên cũng không kém. May mà đội ngũ của chúng ta cũng có một vài chủ bài, nếu không chỉ dựa vào chủ nghĩ ý rằng cũng đủ mệt rồi đó. Tiếp theo, sự bứng phó của Đại học Vinh Dương có phải là nơi đáng để lấy làm gương không? Mà lúc này, Đại học Vinh Dương đối diện là đội trưởng, chúng ta phải làm sao đây? Có lẽ là tôi đã chặn lại được rồi.